Xin chào các chị, xin chào các tình yêu. Đã đến giờ rồi, chúng ta hãy cùng nhau trò chuyện với nhau trong cái buổi tối thứ ba vô cùng ý nghĩa, và đặc biệt là nó còn ý nghĩa hơn nữa là ngày mai Hằng sẽ tạm biệt Việt Nam và đi sang một quốc gia khác 5 ngày, tạm biệt tất cả các anh chị, và chắc chắn hẹn 5 ngày sau thì Hằng quay trở lại sẽ cùng trò chuyện với chúng ta. Bây giờ các chị hãy vào, hãy like và chia sẻ cái livestream của Thanh Hằng. Một cái điều mà Thanh Hằng muốn nói ở đây đó là những cái giá trị mà Thanh Hằng trao đi, và đặc biệt nữa là những món quà vô cùng hấp dẫn đối với những cha mẹ phụ huynh có con từ độ tuổi từ 3 đến 10 tuổi. Bởi vì Thanh Hằng cũng sẽ có những cái chương trình quà tặng, và những cái chương trình quà tặng này đó là một cái chương trình một ngày để đào tạo về kỹ năng sống cho trẻ. Xin chào Vũ Linh, xin chào Chu Quang Tiệp. Anh Tiệp rất là ủng hộ mình, rất là hay vào chương trình. Xin chào chị Thanh Trung, xin chào Giang Trường. Xin cảm ơn các anh chị đã rất là đúng giờ để like, để xem cái chương trình livestream này của Thanh Hằng. Và khi các anh chị xem, các anh chị hãy chia sẻ của livestream này. Khi nào mà đủ 15 người thì Thanh Hằng sẽ chia sẻ cái nội dung. Vâng ạ. Thì các anh chị hãy chia sẻ cái livestream đấy ạ cho bạn bè mình, cho các nhóm ạ, để cho chúng ta có một cái chương trình thật là giá trị, thật là bổ ích đối với tất cả những cộng đồng của chúng ta. Xin chào tất cả các anh chị hãy share và like và chia sẻ đi ạ. Các anh chị cùng khi mà đã tham gia livestream với Thanh Hằng thì anh chị hãy chấm ạ để chào chị Hiền, chào Hiền Trần, chào Ngọc Lê Ho, xin chào Hiền Trần, chào chị Nông Ngọc Lan, chào Tuấn Anh ạ. Rồi chào Từ Bi Rửa Phật, chào Khôi Duy Nguyễn Ho. Em cùng xóm mình lâu lắm rồi đúng không ạ, chúng chị em mình không gặp nhau, hẹn khi nào mà vào Sài Gòn thì chị em mình gặp nhau nhé. Xin chào Hiền Trần nhé. Xin mời các chị hãy like và chia sẻ livestream này đi ạ. Một cái phần quà vô cùng hấp dẫn dành cho những phụ huynh có độ tuổi từ 3 đến 10 tuổi đấy. Hoặc là kể cả là phụ huynh mà có con 15 tuổi, từ 3 đến 15 tuổi đi ạ, Hằng sẽ tặng được cái chương trình kỹ năng sống cho các con. Xin chào Linh Sô-cô-la, xin chào Vũ Linh. Lâu lắm rồi mà bà không gặp Linh Sô-cô-la nha. Hôm nào bà về thì xứng chơi nha. Vâng, các anh chị hãy chia sẻ cái livestream này để khi nào đủ 15 người á thì Thanh Hằng sẽ chia sẻ những cái giá trị mà Thanh Hằng nhận được cùng với những món quà vô cùng hấp dẫn đối với các cha mẹ bậc phụ huynh có con từ 10 đến 15 tuổi đi ạ. Đấy. Và khi cái độ tuổi đó thì nếu như mà các chị đăng ký để cho con mình học cái lớp kỹ năng thì sẽ Thanh Hằng sẽ phân ra độ tuổi để làm sao giúp cho các con mình có những cái chất lượng về mặt giáo dục, về mặt nhân cách cũng như là về mặt tinh thần. Xin chào Hoàng Vịnh, chào Tố Vân, các bạn hãy chia sẻ đi ạ. Xin chào Vịnh nha. Xin chào Nguyệt xinh gái, Nguyệt xinh đẹp nha. Em đi được chưa? Và ngày hôm nay thì có lẽ cũng giống như là cái thông điệp mà hàng ngày mà Thanh Hằng sẽ chia sẻ thì Thanh Hằng sẽ Hằng đã sắp bật được chưa ạ? Bởi vì hôm nay á thì Thanh Hằng có một cái ý định là sẽ trước khi vào phần livestream thì sẽ tặng cho tất cả các anh các chị một nhập phẩm. Khi nào mà bên âm thanh ánh sáng mà đủ thì Thanh Hằng sẽ bật mí cái điều đó. Xin chào Thu Hà, xin chào Ngọc Lê, xin chào Nguyễn Thành. Các anh các chị hãy like và chia sẻ cái livestream này để khi mà
đi khi mà Thanh Hằng đủ 15 người thì sẽ chia sẻ cái nội dung, và đặc biệt là sẽ có những cái phần quà vô cùng hấp dẫn. Ở đây thì từ nãy đến giờ thì Thanh Hằng có nói đến cái phần quà của các cha mẹ và phụ huynh từ 3 đến 15 tuổi. Nhưng bây giờ thì cậu lại có một cái phần quà vô cùng hấp dẫn nữa. Đó chính là gì ạ? Đó chính là dành cho các gia đình, dành cho các cha mẹ, các bậc phụ huynh. Có thể, xin chào chị Tiên nha. Có thể là chúng ta sẽ đến, chúng ta làm demo giúp cho chúng ta có thể là thấu hiểu tính cách nhau. Có rất nhiều các phần quà. Xin chào Việt Anh, tất cả các anh chị hãy like ạ. Hãy like và chia sẻ cái livestream này. Để khi nào đủ 15 người thì Thanh Hằng sẽ chia sẻ cái nội dung. Và đặc biệt cái nội dung thì có rất nhiều những cái phần quà vô cùng hấp dẫn. Xin chào Linh Vũ. Xin chào Linh Vũ. Các bạn hãy chia sẻ, các bạn hãy like và chia sẻ đi ạ. Để khi nào đủ 15 người xem thì Thanh Hằng sẽ trình bày cái nội dung. Cái nội dung mà buổi tối ngày hôm nay. Đó, như cũng như Thanh Hằng cũng đã thông báo trên tường Facebook của mình, đó là 5 bước gieo hạt. Bởi vì trong cuộc sống của chúng ta thì chúng ta vẫn có một, các cụ vẫn có một cái câu nó rất là hay, đúng không ạ? Có gieo thì mới có gặt. Thế thì trong cuộc sống của chúng ta 5 bước gieo hạt như thế nào? Đấy. Và ngày hôm nay nữa thì Thanh Hằng sau cái nội dung mà 5 bước gieo hạt đó thì Thanh Hằng sẽ chia sẻ thêm, tức là cái 5 cái điều cần biết khi mà chúng ta sử dụng sinh trắc học dấu vân tay. Bởi vì khi mà chúng ta sử dụng sinh trắc học dấu vân tay thì có rất nhiều người ạ. Có rất nhiều người, đúng không ạ? Có rất nhiều người còn đang chưa rõ về sinh trắc học dấu vân tay. Thế thì đó là 2 nội dung mà ngày hôm nay Thanh Hằng chia sẻ. Và khi mà chưa chuẩn bị được thì có một cái điều mà đây cũng là một cái triết lý riêng của Thanh Hằng. Xin chào Lê Nhung. Đây cũng là xin chào Thái Nguyễn Hồng. Xin chào Thái Nguyễn Hồng, xin chào tất cả những tình yêu của tôi. Khi nào đủ 15 người, xin chào chú Huy Trần. Khi nào đủ 15 người thì Thanh Hằng sẽ chia sẻ cái nội dung của ngày hôm nay. Và trước khi mà chưa đủ được để mà Thanh Hằng hát tặng tất cả các tình yêu một bài hát thì có lẽ là sẽ xoay quanh cái việc mà Thanh Hằng làm nó thành thông lệ vào như buổi sáng. Xin chào Hoàng Ngân. Mỗi một buổi sáng hay mỗi trước khi đi ngủ thì Thanh Hằng có đọc cái 17 thư Duy Thị Vượng. Xin chào Lưu Kính Quang. Và bây giờ nếu như mà âm thanh ánh sáng mà chưa đủ để Thanh Hằng hát tặng tất cả các tình yêu thì chắc cuối buổi Thanh Hằng sẽ hát tặng. Và các anh các chị hãy chia sẻ cái livestream này đi ạ. Chia sẻ cái livestream này giúp Hằng để làm sao khi đủ 15 người thôi thì Thanh Hằng cũng sẽ chia sẻ cái nội dung. Và trước khi mà chia sẻ cái nội dung thì Thanh Hằng cũng giống như là bao nhiêu ngày Thanh Hằng làm, buổi sáng ra có đọc và buổi tối ra, buổi tối trước khi đi ngủ Thanh Hằng cũng đọc. Và đây cũng là một cách trong cái 5 bước gieo hạt. Đó. Xin chào Đặng Văn Thông ạ. Xin chào em Vân Spa. Chúng ta hãy chia sẻ cái livestream này đi ạ. Chúng ta hãy chia sẻ cái livestream này cho Thanh Hằng. Thì Thanh Hằng khi đủ 15 người thì Thanh Hằng sẽ chia sẻ cái nội dung. Và trước khi trong quá trình mà các anh các chị chia sẻ livestream thì Thanh Hằng sẽ đọc 17 cái tư duy thịnh vượng. Để chính cái này nó cũng là kim chỉ nam, cũng là những cái mà là một cái tư duy để cho hàng ngày hàng phát triển cá nhân, phát triển bản thân và phát triển doanh nghiệp rất là mạnh mẽ. Xin chào Nguyễn Thành Phong. Xin chào Hoài Thương. Wow, bạn mình lâu lắm rồi, hôm nay mới thấy thấy Hoài Thương này. Và chúng ta cùng nghe Thanh Hằng đọc 17 tư duy thịnh vượng. Các bạn hãy trong thời gian mà Thanh Hằng đọc 17 tư duy thịnh vượng này thì các anh các chị hãy chia sẻ cái livestream này ra giúp Thanh Hằng với ạ. Để khi nào đủ 15 người vào xem thì Thanh Hằng bắt đầu sẽ chia sẻ cái nội dung ạ. Và bây giờ Thanh Hằng xin phép được đọc cái 17 tư duy thịnh vượng. 17 tư duy thịnh vượng thì có tư duy của người giàu và tư duy của người nghèo. Nhưng với Thanh Hằng thì Thanh Hằng luôn luôn có một cái mục đích, đó là mình thường đọc những cái điều tích cực. Xin chào Cát Tường. Người giàu hành động bất chấp sợ hãi.
Người giàu rất biết đón nhận. Người giàu luôn học hỏi và phát triển. Người giàu tập trung vào các cơ hội. Người giàu suy nghĩ cả hai, đó là giàu có và hạnh phúc. Người giàu ngưỡng mộ người thành công và giàu có khác. Người giàu tin tôi tạo ra cuộc đời tôi. Người giàu tham gia cuộc chơi tiền bạc để thắng. Người giàu quản lý tiền tốt của họ. Người giàu bắt tiền của họ làm việc chăm chỉ. Người giàu suy nghĩ lớn. Người giàu sẵn sàng tôn vinh và giá trị của bản thân họ. Người giàu quyết tâm làm giàu. Người giàu giao kết với những người tích cực và thành công. Người giàu đứng cao hơn những vấn đề của họ. Người giàu chọn được trả công theo kết quả. Người giàu chú trọng vào tổng tài sản. Đó chính là 17 tư duy thịnh vượng mà buổi sáng ra Thanh Hằng đọc 3 lần và tối trước khi đi ngủ Thanh Hằng cũng đọc 3 lần. Xong sau đó thiền cà phê như thế nào thì chúng ta sẽ được biết trong cái 5 bước gieo hạt. Và bây giờ các anh các chị hãy xem và chia sẻ cái livestream này để làm sao khi đủ 15 người thì Thanh Hằng sẽ chia sẻ cái nội dung, tức là 5 bước gieo hạt. Và xin chào anh Khoa Trần, bây giờ anh đang ở Gia Lai hay ở đâu đấy ạ? Và 5 bước gieo hạt và 5 cái điều mà chúng ta cần biết khi chúng ta sử dụng cái công cụ đó là xin chắc hạt giống vân tay. Xin chào dì Hòa nha. Cẩn thận. Bạn là chỉnh về âm thanh, chuẩn bị cái nhạc và bài hát cho Thanh Hằng nên đâu ra là có những cái tiếng. Xin mời các anh các chị ạ. À, xin mời các chị hãy chia sẻ cái livestream này khi đủ 15 người xem thì Thanh Hằng sẽ chia sẻ cái nội dung. Anh các chị đồng ý không ạ? Vâng. Các anh các chị hãy chia sẻ cái livestream này cho Thanh Hằng. Và khi đủ 15 người xem thì Thanh Hằng sẽ chia sẻ cái nội dung. Các anh các chị hãy chia sẻ vào các kênh nhóm hoặc là tag bạn bè của mình vào để giúp cho bản thân mình cũng nhận được quà tặng và bạn bè mình cũng nhận được quà tặng từ chương trình livestream của Thanh Hằng. Xin mời các anh các chị đi ạ. Xin mời các anh các chị hãy chia sẻ cái livestream này ạ. Giúp Thanh Hằng chia sẻ cái livestream này để đưa cái giá trị đến cho cộng đồng và đặc biệt là cho chính những người thân yêu của chúng ta có những cái chương trình quà tặng vô cùng hấp dẫn. Và đặc biệt là đối với chắc chắn là đối với Thanh Hằng, vì khi Thanh Hằng 5 ngày sau thì Thanh Hằng sẽ gặp mà được tất cả các tình yêu của Thanh Hằng ở đây. Vâng ạ, xin chào các anh các chị. Các anh các chị hãy like và chia sẻ qua livestream đi ạ, để làm sao giúp cho Thanh Hằng phát triển bản thân này, rồi là gieo cái giá trị cho cộng đồng. Hằng ơi, Hằng đã làm được cái đấy chưa? Nhưng phải dùng cái mic của chị chứ. Nhưng mà phải dùng cái mic kia đấy. Cái mic đen ấy, trời, cái mic đấy không hát rồi. Sao lại nhưng mà ở đâu? Xin chào Đào Thu Hằng. Xin chào Út Hiền nha. Các anh các chị hãy chia sẻ cái livestream này ạ. Khi nào đủ 15 người thì Thanh Hằng sẽ chia sẻ cái nội dung. Xin chào lại Báo Tuyền này. Xin chào Ngô Quốc Vân ạ. Xin mời các anh các chị hãy chia sẻ cái livestream này để khi nào đủ 15 người xem thôi thì Thanh Hằng sẽ chia sẻ cái nội dung. Và bên cạnh đó thì có rất nhiều các cái quà tặng vô cùng hấp dẫn để cho anh chị. Hello, xin chào bà chị yêu bố. Rồi, đến hẹn lại lên mà. Đến hẹn lại lên. Xin chào chị Lĩnh nhá. Xin chào Lĩnh Phạm. Nhất là các anh các chị mà ở Mạo Khê, các anh các chị ở Quảng Ninh, Đông Triều đấy ạ. Thì các chị vào chia sẻ livestream này thì các anh các chị sẽ có những cái chương trình nó còn đặc biệt hơn. Bởi vì mục tiêu của Thanh Hằng là trong tháng 8
trong tháng 8 và trung tuần tầm khoảng 20 tháng 7 thì có một chương trình đào tạo kỹ năng sống một ngày cho trẻ em ấy ạ, tại trung tâm Linh Chi. Nên chính vì như thế nên là các anh các chị mà ở Đông Triều, Mạo Khê, Quảng Ninh thì các anh các chị hãy chia sẻ cái livestream này, sau đó là chúng ta sẽ được những cái quà tặng vô cùng hấp dẫn. Xin chào Hồ Minh Tâm xinh đẹp. Thế hôm nay xuống Hạ Long có đi du lịch và cảm thấy Hạ Long có thực sự là mênh mông, có thực sự là đẹp không? Xin chào chị Nguyễn Minh ạ. Chúng ta hãy chia sẻ cái livestream này ạ, chia sẻ cái livestream này. Khi nào đủ 15 người thì Thanh Hằng sẽ chia sẻ cái nội dung. Tức là cái nội dung như ngày hôm nay Thanh Hằng đã thông báo lên tường ạ. Xin chào anh Khải Trần. Thông báo lên tường ạ, đó là 5 cái bước mà chúng ta gieo hạt. Bởi vì trong cuộc sống của chúng ta phải gieo, chúng ta mới gặt. Và chúng ta phải cho, chúng ta mới nhận, đúng không ạ? Đó là có một cái quy luật gọi là quy luật nhị nguyên, tức là có âm, có dương, có ngày, có đêm, có trời, có đất đó. Vâng ạ, xin chào chị Lĩnh Phạm. Các anh các chị hãy chia sẻ qua livestream này đi. Khi đủ 15 người thì Thanh Hằng sẽ chia sẻ nội dung đó. Tức là ngày hôm nay thì có hai cái nội dung. Cái nội dung thứ nhất là cái nội dung là 5 bước gieo hạt trong cuộc sống của chúng ta. Rồi chúng ta cần phải gì ạ? Cho và nhận. Chúng ta có gieo, chúng ta mới gặt. Và chính vì cái sứ mệnh của Thanh Hằng là gieo những cái giá trị mạnh mẽ đến cho cộng đồng, để giúp cho cộng đồng có những giá trị tốt cho cuộc sống. Xin chào Lê Nhung. Tất cả các anh các chị ạ, hãy chia sẻ các livestream này đến các nhóm và tăng bạn bè của mình vào, để giúp cho các anh chị thứ nhất là có những cái phần quà, có những cái phần quà vô cùng hấp dẫn, và đặc biệt là cũng giúp Hằng để chia sẻ những cái giá trị đến cái cộng đồng, đến cái cộng đồng của chúng ta. Dạ vâng, các anh các chị hãy nhanh tay, khi nào chia sẻ được đủ 15 người thì Thanh Hằng sẽ chia sẻ cái nội dung ạ. Còn chắc chắn các anh các chị hãy chia sẻ nhanh tay để đủ 15 người thì bắt đầu Thanh Hằng vào chương trình, và sau đó cuối chương trình thì Thanh Hằng sẽ chắc chắn sẽ hát tặng các anh các chị một nhạc phẩm để trước khi chúng ta chia tay nhau, để có một giấc ngủ rất là ngon, đúng không ạ? Vâng ạ, các anh các chị hãy chia sẻ cái livestream của Thanh Hằng đi ạ, để chúng ta có những cái món quà, hay nói cách khác là có những cái giá trị vô cùng tuyệt vời và vô cùng hấp dẫn đó. Anh chị nào xem Nguyễn Quỳnh Như, xin chào Nguyễn Quỳnh Như. vô cùng xinh đẹp đúng không? Bây giờ lại còn kinh doanh mỹ phẩm nữa, đâu ra là nhìn bây giờ là Nguyễn Quỳnh Như càng ngày càng xinh. Xin chào Thành Mai, xin chào anh Thành. Xin chào Nguyễn Quỳnh Như nhá. Đấy, dạo này bây giờ kinh doanh mỹ phẩm rồi, đâm ra là lại càng đẹp, đúng không nào? Xin chào Nguyễn Mạnh. Vâng, anh các chị hãy chia sẻ qua livestream này đi ạ. Nếu như mà các anh các chị ở Mạo Khê, ở Đông Triều, ở Hạ Long ấy ạ, thì anh các chị có những cái cơ hội rất là lớn để có cho con em mình hay bản thân mình. Thứ nhất là biết được, định vị được bản thân mình. Thứ hai là con mình sẽ có một ngày được học kỹ năng sống, học nhân cách, học tức là sự trưởng thành của mỗi người một lứa tuổi. Xin chào Nguyễn Mạnh. Vâng, xin chào chị Lĩnh Phạm, xin chào chị Lành. Chị Lành ở Đà Nẵng. Các anh các chị hãy chia sẻ cái livestream này đi ạ, để giúp cho Thanh Hằng chia sẻ những giá trị sống để cho chúng ta cùng nhau tốt hơn, cùng nhau thành công hơn, cùng nhau hạnh phúc hơn. Đó. Lâu lắm rồi em cũng không gặp chị Lành ở Đà Nẵng. Các anh các chị hãy chia sẻ cái livestream này đi ạ. Khi nào đủ 15 người thì Thanh Hà sẽ chia sẻ nội dung. Thì sẽ chia sẻ nội dung 5 bước gieo hạt và 5 cái điều cần biết khi chúng ta sử dụng. Xin chắc học số vân tay. Đó. Sắp rồi, còn một xíu nữa thôi là chúng ta đủ người. Wow, xin chào con trai nha. Rồi, chúng ta hãy chia sẻ cái livestream này đi ạ. Thì chúng ta, một thứ nhất là chúng ta biết được những cái giá trị trong cuộc sống. Thứ hai nữa là chúng ta có những cái giá trị để chúng ta có giúp cho con chúng ta, cho bản thân chúng ta
ngày càng gì ạ, ngày càng phát triển về bản thân cũng như là thành công và hạnh phúc trong cuộc sống này của chúng ta. Các anh chị hãy livestream chúng ta hãy chia sẻ cái livestream này đi ạ, để giúp cho Thanh Hằng làm sao mà nhanh để đạt được đến cái mục tiêu ạ, là 15 người thì bắt đầu Thanh Hằng chia sẻ nội dung. Sắp rồi nào, các anh chị đâu, các anh các chị hãy nhanh tay ấn nút chia sẻ và tang vào các bạn bè này, rồi là tang vào các cái nhóm. Xin chào Châu Trần. Wow, bạn này ở Huế này. Thực ra thì mình cũng phải rất là cảm động là có rất nhiều người, những người bạn, người chị, người em từ những cái vùng rất là xa xôi. Giả sử như chị Lành thì ở đâu ạ? Ở Đà Nẵng. Châu Trần thì ở Huế. Rồi Ly thì cũng ở Đà Nẵng. Và Út Hiền thì ở Sài Gòn. Quỳnh Như thì cũng ở Sài Gòn. Đấy. Còn tất cả các cái chào Nguyễn Ly. Còn tất cả các anh các chị ở miền Bắc nữa, rất là trân quý cái tình cảm của Thanh Hằng, đúng không ạ? Nếu như các anh các chị trân quý cái tình cảm của Thanh Hằng, xin chào Nguyễn Sơn. Các anh các chị trân quý cái tình cảm của Thanh Hằng thì các anh các chị hãy chia sẻ cái livestream này để khi nào giúp chúng ta đủ 15 người xem thì Thanh Hằng sẽ chia sẻ nội dung. Xin chào Đức Cao. Chúng ta hãy nhanh tay chia sẻ đi ạ. Chúng ta chia sẻ đi thì đủ 15 người thì Thanh Hằng sẽ chia sẻ nội dung. Và Thanh Hằng hứa, xin chào Đoàn Yến, xin Thanh Hằng hứa là sau cái chương trình này thì Thanh Hằng sẽ hát tặng các anh các chị một nhạc phẩm để chúng ta chia tay nhau trước khi là chúng ta đi ngủ. Vâng, các anh các chị hãy chia sẻ đi, hãy chia sẻ để đủ người, chắc chắn là phải đủ người thì Thanh Hằng sẽ chia sẻ cái nội dung. Đã chia sẻ chị yêu, xin cảm ơn Châu Trần nha. Bạn ấy cũng đã rất là trân quý cái tình cảm của chị em, của hai chị em, đâm ra là bạn ở Huế đấy ạ. Đúng rồi, lâu lắm chị em mình không gặp nhau, đúng không ạ? Thế là các anh các chị hãy nhanh tay ạ, nhanh tay chia sẻ. Thiếu một người Thanh Hằng cũng không chia sẻ đâu. Nên là chính vì như vậy nên là các anh các chị hãy nhanh tay và giúp Thanh Hằng chia sẻ cái nội dung. Bởi vì thực ra thì chúng ta nếu mà mỗi người đấy chỉ giúp Hằng một chút thôi là sao ạ? Là chúng ta rất là nhanh được nghe cái nội dung và đương nhiên là những cái chương trình quà tặng hấp dẫn. Xin chào Lê Nhung. Vâng, em ở Nghệ An. Đấy, các chị hãy nhanh tay và chia sẻ cái livestream này đi ạ. Và Thanh Hằng nha, 5 ngày sau Thanh Hằng mới gặp lại được các anh các chị đó. Xin chào Thẩm Mỹ Thanh Tâm. Thanh Tâm thì cũng là một người phụ nữ rất là xinh đẹp này. Xong sau đó là bạn Thanh Tâm thì làm nghề phun xăm. Nếu như ai ở Mậu Khê hoặc ai ở Uông Bí, Hạ Long, Đông Triều thì cứ xuống Thẩm Mỹ Thanh Tâm. Thẩm Mỹ Thanh Tâm thì làm đẹp cho các chị em, ví dụ như là thêu mày này, rồi mí này, rồi môi rất là đẹp. Xin chào Thiên Hương. Đó, và đặc biệt là sau này nha, sau này các anh các chị ấy, xin chào anh Nguyễn Thức, sau này các anh các chị mà muốn làm đẹp ấy, thì đến với Thẩm Mỹ Thanh Tâm thì chị là một người bạn học và chơi cùng với tôi rất là lâu rồi, từ thời người gọi là chổ tre ấy. Thì chắc chắn nếu như mà các bạn đến đó là các bạn được giảm giá đấy. Rồi, em ở Nghệ An thì em chia sẻ đây. Châu Trần nói với cả Lê Nhung ấy, đúng không ạ? Xin chào Thiên Hương. Ôi đúng là toàn là các tình yêu của mình thôi. Và các chị hãy chia sẻ nhanh lên đủ người xem thì Thanh Hằng sẽ chia sẻ nội dung ạ, chia sẻ cái nội dung của ngày hôm nay. Dạ vâng, và chắc chắn nha, và chắc chắn một điều, sau khi chúng ta chia tay nhau sẽ được nghe một nhạc phẩm mà Thanh Hằng hát tặng các anh các chị. Đúng rồi nào, Thiên Hương này, rồi là Châu Trần, các bạn hãy chia sẻ nhanh lên để giúp cho Thanh Hằng, để có đủ người thì bắt đầu Thanh Hằng sẽ thực hiện cái nội dung này với tất cả các tình yêu. Thiếu một người Thanh Hằng không chia sẻ được nha. Xin chào anh Nguyễn Thức.
các anh các chị ạ, hãy chia sẻ livestream này giúp Thanh Hằng đi ạ. Giúp Thanh Hằng để chia sẻ livestream này và để Thanh Hằng đi vào nội dung. À, còn thiếu một xíu thôi này. Còn thiếu một xíu này thôi là Thanh Hằng được chia sẻ cái nội dung của ngày hôm nay rồi. Nào các anh các chị hãy nhanh tay lên ạ. Các anh các chị hãy nhanh tay lên để chia sẻ cho Thanh Hằng đủ 15 người là Thanh Hằng sẽ gì ạ? Sẽ chia sẻ cái nội dung này với các anh các chị. Và đặc biệt là các anh các chị có những phần quà vô cùng hấp dẫn nữa. Bạn mình yêu lắm cơ, giỏi quá cơ. Thiên Hương cũng rất giỏi mà. Thôi còn một xíu nữa thôi, xíu nữa là chúng ta đủ rồi. Một xíu nữa thôi nào. Và bây giờ chúng ta đã vượt mức rồi đúng không nào? Và cái nội dung ngày hôm nay Thanh Hằng chia sẻ đó là gì? 5 bước gieo hạt trong cuộc sống của chúng ta. Trong cuộc sống của chúng ta thì chúng ta cần phải gì ạ? Chúng ta cần phải đi gieo. Bởi vì mỗi một con người chúng ta sinh ra thì chúng ta đã được gì hưởng, người ta gọi là cái nguyên lý nhị nguyên. Đó là gì? Khi mà chúng ta tạo hóa chúng ta sinh ra thì có đúng là có âm, có dương, đúng không ạ? Có trời, có đất, đúng không ạ? Rồi là có gì ạ? Có ban ngày và có ban đêm. Tất cả các quy luật của vũ trụ nó mang đến cho chúng ta điều đó. Thế thì cái điều thứ trong 5 bước gieo hạt này, bước thứ nhất là gì? Xin chia sẻ rồi chị nhé, xin cảm ơn. Xin chào chị Nguyễn này. Cái bước thứ 5 bước gieo hạt, xin chào Bùi Nguyệt nha. Xin chào Nguyễn Hiệp Chi. 5 cái bước gieo hạt đó là gì? Bước thứ nhất, chúng ta hãy nói những cái điều mà chúng ta muốn. Đó, chúng ta hãy nói những cái điều mà chúng ta muốn. Xin chào Chi Hiệp Nguyễn nha. Đó, thế thì chúng ta hãy nói những cái điều mà chúng ta muốn. Tức là chúng ta hãy nói những cái điều mà chúng ta muốn gieo ạ. Như Thanh Hằng thì Thanh Hằng sẽ nói cái điều Thanh Hằng muốn gieo. Đó là với một cái sứ mệnh. Chính là cái sứ mệnh của Thanh Hằng. Thanh Hằng sẽ mong muốn 5 triệu gia đình Việt Nam được hưởng một cuộc sống thành công và hạnh phúc nhờ một cái công cụ của công ty, đó chính là sinh chắc học dấu vân tay để định vị bản thân và thấu hiểu khách hàng. Đó, xin chào Ngọc Vịnh, xin chào Bùi Kiên, xin chào Ngọc Hoàng Lan Thị. Đấy, xin chào tất cả các anh các chị hãy chia sẻ livestream này đi ạ. Châu Thiên Nhật nói vấn đề đi, chào mất quãng. Không, cơ bản là cũng đủ rồi mà. Cũng cần phải lên tương tác Châu Thiên Nhật ạ. Đấy, cái bước thứ nhất của chúng ta là gì ạ? Chúng ta nói cái điều mà chúng ta muốn, chính là sứ mệnh của chúng ta. Và như Thanh Hằng cũng đã nói rồi đấy ạ. Thanh Hằng mong muốn là 5 triệu gia đình, hộ gia đình ạ, có một cuộc sống thành công và hạnh phúc tại Việt Nam. Đó. Thì làm thế nào? Có công cụ, đã có công cụ rồi đúng không? Cái điều đầu tiên tất cả các anh chị vẫn nghe thấy tốt mà, Bùi Kiên sao đâu vậy? Vâng ạ, cái bước thứ nhất chúng ta làm đó là chúng ta nói những cái điều mà chúng ta muốn. Thanh Hằng gọi là sứ mệnh của chúng ta. Cái bước thứ hai, các anh các chị comment ở dưới giúp Thanh Hằng là nói điều bạn muốn hay là sứ mệnh được không ạ? Các anh các chị hãy giúp Thanh Hằng làm điều đó đấy. Cái bước thứ hai đó là gì? Tìm người có cùng chí hướng và mong muốn như chúng ta. Đó, bước thứ hai vô cùng quan trọng đó là gì? Tìm người có gì ạ? Có chí hướng và có cùng mong muốn như chúng ta. Đó, đúng không nào? Mỗi người đều có một sứ mệnh riêng, mỗi người đều có một mong muốn riêng, mỗi một người đều có điều cần trong cuộc sống, đúng không? Các tình yêu của Hằng và Thanh Hằng ạ. Thế thì chúng ta phải tìm người ấy mà có cùng chí hướng với chúng ta. Chúng ta phải tìm ra được cái người mà họ có cùng với mong muốn của chúng ta. Đấy là bước thứ hai, tìm ra người có cùng chí hướng và mong muốn. Chị hay quá. Xin chào chị Hiệp Nguyễn. Thế thì cái bước thứ nhất của chúng ta là nói những cái điều mà chúng ta muốn, đúng không ạ? Đó là sứ mệnh rồi. Bước thứ hai là chúng ta phải gì ạ? Tìm người có cùng chí hướng và mong muốn với chúng ta. Bước thứ ba đó là gì ạ? Xin chào anh Đình Huế,
Xin chào Phan Minh Anh. Cuối tháng đón chị ở Singapore nha. Và bước thứ ba là gì ạ? Chúng ta khi mà chúng ta tìm được cái người có cùng mong muốn rồi thì chúng ta cần phải gì ạ? Chúng ta cần phải hành động cùng họ. Có đúng không anh ấy chị? Đúng rồi ạ, tìm người có cùng chí hướng và có cùng mong muốn với chúng ta. Xin là cảm ơn Linh Vũ. Rồi là đúng rồi ạ, có những người có cùng sứ mệnh. Cái bước thứ ba đó là vô cùng quan trọng. Đó là gì? Phải hành động cùng họ. Khi mà chúng ta tìm được ra người có cùng chí hướng rồi thì chúng ta phải hành động cùng họ. Hành động cùng họ là gì? Cùng lên kế hoạch với họ, cùng gì ạ? Giúp họ cùng làm. Chúng ta phải làm với họ để họ lên những cái kế hoạch. Thì lúc đó là chúng ta làm cùng họ. Đó là bước thứ mấy rồi ạ? Làm cùng họ. Xin chào Vân Vy. Chúng ta hãy comment ở dưới ạ. Chúng ta hãy comment ở dưới. Bước thứ ba là làm cùng họ. Đó, chúng ta làm từng bước một như thế ạ. Cái bước thứ ba là gì ạ? Làm cùng họ. Có đúng không? Khi mà chúng ta tìm được người có cùng chí hướng rồi để cùng thực hiện sứ mệnh là gieo hạt của chúng ta rồi thì chúng ta phải hỗ trợ họ, chúng ta phải giúp đỡ họ và chúng ta cùng lên kế hoạch với họ để khi nào họ làm được thì thôi. Đấy là bước thứ 3. Cái bước thứ 4 của chúng ta là gì? Nào. Cái câu này rất là hay nha. Phải hành động cùng họ, đúng rồi. Xin cảm ơn Linh Vũ. Chắc chắn là Linh Vũ sẽ có những món quà rồi, được nhận những món quà rồi đúng không anh chị? Cái bước thứ 4 của chúng ta là gì? Cái bước thứ tư của chúng ta là gì? Cái bước thứ tư của chúng ta cần làm đó là thiền cà phê. Xin chào anh Đình Huế ạ. Thiền cà phê. Thiền cà phê có nghĩa là gì? Không phải là chúng ta ra quán uống cà phê để thiền đâu các anh các chị nha. Bởi vì thiền cà phê là ở đây có đúng là chúng ta bình thường thì chúng ta cứ vui chúng ta cũng đi cà phê đúng không? Buồn chúng ta cũng đi tìm cà phê. Chúng ta cũng đi cà phê đúng không? Chúng ta đến quán cà phê đấy ạ. Đó. Thế nhưng mà ở đây thiền cà phê thì lại hoàn toàn khác. Thiền cà phê lại hoàn toàn khác. Thiền cà phê có nghĩa là trước khi đi ngủ chúng ta hãy dành 30 phút. Các anh các chị ạ. Dành 30 phút để làm gì? Để gieo ba cái điều tốt nhất vào tâm trí. Đó là gì? Đó là lòng biết ơn. Đó là sự giúp đỡ. Và ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ một ai đó hoặc là ngưỡng mộ và biết ơn giúp đỡ chính bản thân mình. Các anh các chị có hiểu cái ý cái bước thứ tư này của Hằng không ạ? Các anh các chị hãy gì ạ? Hãy chia sẻ cái live stream này đi ạ. Hãy chia sẻ cái live stream này để cho rất nhiều người đón nhận được những giá trị. Đón nhận được giá trị. Nếu như các anh các chị hãy mong muốn thực sự gieo hạt thì các anh các chị hãy làm 5 bước như thế này thì vô cùng là tuyệt vời. Xin chào Hoàng Minh Thiết. Xin chào Thiên Hương. Cái bước thứ tư của chúng ta là gì ạ? Thiền cà phê. Thiền cà phê có nghĩa là trước khi chúng ta đi ngủ, chúng ta hãy dành 30 phút. Để làm gì? Chúng ta hãy gieo vào gì ạ? Gieo vào trong tâm trí của chúng ta ba điều tốt nhất. Các anh các chị nhé, ba điều tốt nhất đó là gì? Đó là lòng biết ơn, đó là sự giúp đỡ và ngưỡng mộ người khác. Hoặc là ngày hôm nay chúng ta làm được những điều gì tốt. Có nghĩa là chúng ta phải gieo vào tâm trí của chúng ta những điều tích cực. Các anh các chị nhé, chúng ta hãy gieo tâm trí của chúng ta vào tâm trí của chúng ta là những điều, đó là những điều tích cực chúng ta thực sự trong cuộc sống của chúng ta. Đó, đấy là thiền cà phê. Thiền cà phê. Và các anh các chị thấy ạ, một điều nữa, 30 phút vào buổi sáng chúng ta cũng thiền cà phê. Đó. Hằng rất thích cái bước này. Hằng rất thích cái bước này. Mà khi mà Thanh Hằng học được điều này ấy, thì Thanh Hằng cũng đã làm, tức là thiền cà phê. Nhưng mình không biết được từng bước gieo hạt của mình như thế nào. Nhưng được học thì nó có trình tự. Xin chị Hằng lâu ngày quá. Xin chào Hoàng Minh Thiết. Nhìn thấy sự thành công của em, chị cũng rất là vui và chúc mừng. Tất cả chúng ta hãy hãy chia sẻ. Chị cảm ơn Hoàng Minh Thiết nha. Chúng ta hãy chia sẻ cái livestream này giúp Thanh Hằng để làm sao mà cái giá trị này mang nhiều đến cho cộng đồng.
Tức là cái bước thứ tư của chúng ta nhớ đó chính là gì ạ? À? Thiền cà phê. Chúng ta hãy comment ở dưới là thiền cà phê. Thì chúng ta thì hiểu rất là rõ thiền cà phê như thế nào rồi đúng không ạ? Thứ nhất là 30 phút trước khi đi ngủ và 30 phút vào buổi sáng ra đấy ạ. Chúng ta hãy gieo vào tâm trí của chúng ta những điều tích cực. Đó là lòng biết ơn, đó là sự giúp đỡ và ngưỡng mộ. Thì lúc đó chúng ta thấy một cái điều vô cùng thú vị. Nếu như anh chị thiền cà phê liên tục trong vòng 90 ngày thì những cái giá trị nó vô cùng là mạnh mẽ, giúp cho cuộc sống, đời sống cũng như là sự thành công của anh chị một cách nhanh chóng. Và xin chào Ngọc Nguyễn. Đó, bạn Ngọc Nguyễn thì ở tận Sài Gòn cơ. Ngày hôm nay bạn cũng quan tâm đến Thanh Hằng và nghe những cái chương trình livestream này, và mong muốn là tất cả các anh các chị hãy chia sẻ livestream này giúp Thanh Hằng để cho cộng đồng của chúng ta nhận được nhiều giá trị và nhiều quà tặng. Và cái bước thứ năm là khi chúng ta thiền cà phê xong rồi thì cái bước thứ năm của chúng ta là gì? Chúng ta hãy gieo tiếp hàng ngày, chúng ta hãy gieo tiếp vào tâm trí của chúng ta một cái điều vô cùng tuyệt vời, đó chính là gì ạ? Gieo giá trị sẽ gặt thành công. Xin chào Hương Tây, cảm ơn chị ạ. Xin chào Đào Thu Hằng. Đó, tức là năm bước của chúng ta đấy ạ. Năm bước của chúng ta đó là thứ nhất là chúng ta là sao ạ? Nói cái điều chúng ta muốn. Cái bước thứ hai là chúng ta tìm người cùng chí hướng hay có cùng mong muốn. Cái thứ ba là chúng ta, bước thứ ba là chúng ta làm gì ạ? Bước thứ ba là chúng ta phải cùng hành động với họ. Cùng hành động với họ nghĩa là sao? Chúng ta phải cùng giúp họ lên kế hoạch chi tiết cụ thể, bám sát. Đó, bám sát để khi nào họ làm việc được thì chúng ta mới gì ạ? Chúng ta mới gọi là tạm xa một chút thôi. Đó là bước thứ ba. Bước thứ tư của chúng ta là gì? Thiền cà phê. Thanh Hằng vô cùng thích cái bước thứ tư này. Chúng ta phải thiền cà phê trước khi đi ngủ và sáng thức dậy. Đó, cái đó là cái mà chúng ta cần, cái đó là cái bước thứ tư mà chúng ta cần làm hàng ngày. Bởi vì chúng ta buổi tối trước khi đi ngủ, chúng ta thiền cà phê, chúng ta đã mang những gì đưa vào tâm trí của chúng ta những điều tích cực, đó là lòng biết ơn, sự ngưỡng mộ và sự giúp đỡ. Mình giúp đỡ người khác và ngược lại người khác giúp mình. Có nghĩa là chúng ta sẽ gieo vào trong tâm trí chúng ta toàn những điều tích cực thôi. Thì cuộc sống của chúng ta gieo tích cực thì chúng ta sẽ gặt tích cực. Có đúng không anh các chị? Và cái bước thứ năm các anh chị luôn luôn phải khắc ghi, đó là gì? Chúng ta gieo giá trị thì chúng ta sẽ gặt thành công. Đây chính là một cái slogan của công ty Thanh Hằng, đó là gieo giá trị thì sẽ gặt thành công. Bởi vì trên cuộc đời của chúng ta, đúng, tiền nó vô cùng quan trọng, nhưng chúng ta gieo một cái giá trị nào đó thì đương nhiên nó cần phải thời gian. Cần phải gì ạ? Cần phải thời gian, bỏ công sức, bỏ tâm huyết để giúp cho các anh các chị có gì ạ? Có nhiều, nhiều gì ạ? Nhiều thành công hơn. Đó chính là cuộc sống. Hương Tây, em này nhìn quen như nhà trong mỏ, đúng rồi đấy ạ. Quê gốc của em là trong mỏ đấy ạ. Đó, cái bước thứ năm của chúng ta là gieo giá trị thì chúng ta gặp thành công. Có nghĩa là chúng ta phải thực sự đi gieo. Chúng ta phải trong trái tim của chúng ta phải đi gieo. Khi bạn mong muốn một điều gì, bạn hãy tập trung vào nó tại cái thời điểm hiện tại một cách hiện hữu, sống với nó trong trái tim và khối óc của bạn. Đúng không nào? Thì có nghĩa là chúng ta phải hành động. Hành động có nghĩa là chúng ta phải đi gieo. Đó, chúng ta không những chúng ta gì ạ? Cùng với đồng đội của chúng ta, không những chúng ta cùng với cộng đồng của chúng ta đi gieo, nhưng bản thân chính chúng ta đó là điểm khởi phát, là chúng ta phải đi gieo những giá trị đó. Xin chào Hà Mạnh Chiến. Rồi xin chào Lê Ngọc Khương. Vâng, các anh các chị ạ, các tình yêu của Thanh Hằng, hãy chia sẻ cái livestream này ra để giúp cho cộng đồng của chúng ta có nhiều cái giá trị. Có nhiều cái giá trị. Đây chính là 5 bước gieo hạt.
Đây chính là 5 bước gieo hạt. Nếu như chúng ta cứ hàng ngày chúng ta đi gieo, chắc chắn một ngày không xa chúng ta sẽ gặp được những cái kết quả mà chúng ta đáng là kinh ngạc cơ. Rất là đáng kinh ngạc với những cái kết quả, bởi vì chúng ta làm đúng 5 bước như thế này. Và thực ra trong cuộc sống thì Thanh Hằng cũng đang gì ạ? Chúng ta, bản thân Thanh Hằng cũng đang gieo những giá trị đó. Bởi vì cái sứ mệnh của Thanh Hằng là giúp cho 5 triệu gia đình ở tại Việt Nam có một cuộc sống thành công và hạnh phúc, nhờ vào một cái công cụ, đó là thấu định vị bản thân và thấu hiểu khách hàng. Đấy là cái sứ mệnh của Thanh Hằng ạ. Đấy. Đúng ạ, gieo giá trị thì sẽ gặp thành công. Xin chào Nguyễn Thu Thủy, bạn Nguyễn Thu Thủy ở Đà Nẵng đây ạ. Chúng ta thấy được ạ, chúng ta làm 5 bước này thì chúng ta sẽ gì ạ? Chúng ta sẽ gặt hái thành công rất là viên mãn. Cuộc sống của chúng ta cứ hàng ngày đi gieo hạt, chúng ta sẽ gặt được gì ạ? Gặt được quả. Đấy, cũng như người ta nói là có luật nhân quả đấy ạ. Đấy, rồi là chúng ta cho rồi chúng ta nhận. Đó, chúng ta cho trước rồi nhận sau. Đó là những cái bước mà 5 bước để giúp chúng ta gieo hạt. Trong các số anh chị đang xem livestream của Thanh Hằng thì có bao nhiêu anh chị ạ? Bao nhiêu anh chị mong muốn là đi gieo hạt cùng Thanh Hằng ạ? Nếu như xin chào Lê Ngọc Khương, nếu như chúng ta cùng mong muốn, nếu như chào Nguyễn Thị Thu Thủy, nếu như chúng ta còn cùng mong muốn và có cùng chí hướng với Thanh Hằng và mong muốn cũng đi gieo những cái giá trị sống này cho cuộc đời, thì hãy inbox riêng cho Thanh Hằng, thì Thanh Hằng sẽ giúp cho tất cả các anh các chị để có được những giá trị. Thanh Hằng rất là tâm huyết, hay nói cách khác là rất là cảm thấy là rất là tâm đắc với một câu nói: mình gieo giá trị ắt mình sẽ ngoài thành công ra nhá. Gieo giá trị rồi chúng ta sẽ có tiền với các anh các chị ạ. Đó, thế thì trong cái thành công ấy thì nó phải bao trùm cả tiền bạc, cả hạnh phúc, đúng ngay anh chị. Hoa, wow, nhà để em ở trong đoàn kết phải không? Sao dạo này xinh lại thế? Dạ em cảm ơn ạ, đúng rồi đấy ạ. Em gái đoàn kết đấy ạ. Vâng, thế nên chính vì như thế, ai mong muốn có cùng chí hướng với Thanh Hằng thì hãy comment ở dưới là yes. Thì Thanh Hằng và inbox với Thanh Hằng thì Thanh Hằng sẽ giúp cho các anh các chị chúng ta cùng nhau để gieo cái giá trị cùng với sứ mệnh của Thanh Hằng. Xin chào Trần Quỳnh Hương, Trần Hương Quỳnh. Đó, các anh các chị hãy chia sẻ cái livestream này ra. Và bây giờ các anh các chị có thích nhận quà không? Các anh các chị có thích nhận quà không ạ? Tất nhiên rồi đúng không ạ? Theo dõi và để chúng ta vừa có giá trị sống, nhưng bên cạnh đó chúng ta còn có giá trị, đó là nhận quà. Và Thanh Hằng đưa ra một món quà vô cùng ý nghĩa là Thanh Hằng sẽ tổ chức kỹ năng sống cho trẻ từ 3 đến 15 tuổi tại Trung tâm Linh Chi, Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh. Thì các anh các chị mà thực sự có con hay có cháu thì các anh các chị hãy inbox là tôi muốn, hoặc là con nhà các anh các chị mấy tuổi thì các anh các chị hãy comment ở dưới, và Thanh Hằng sẽ thông báo cho các anh các chị ngày lịch học cụ thể. Và Thanh Hằng khẳng định một điều, nếu như con của các anh các chị học lớp kỹ năng sống này chỉ một ngày thôi, công ty thì có rất nhiều các cái lớp kỹ năng, nhưng mà cái lớp ấy, kỹ năng sống của trẻ ở Trung tâm Linh Chi thì Thanh Hằng tổ chức một ngày thôi, thì các anh các chị sẽ nhận, khi con các anh chị về nhà, các anh các chị sẽ nhận được rất nhiều giá trị từ chính bản thân con của anh các chị. Đó là sự thay đổi. Các anh các chị nuôi dạy con, các anh các chị có thấy khó không ạ? Bướng này, đúng không? Khó bảo này, cãi lại này. Xin chào Thuyết Mây, xin chào anh Đình Huế. Xin chào chị Hương Tây này, xin chào Nguyễn Thu Thủy. Đó, thì chỉ sau một ngày thôi ạ, một ngày được trải nghiệm, được huấn luyện, thì các anh các chị,
cái giá trị ở đây Thanh Hằng không nói nhiều, mà Thanh Hằng muốn nói ở đây cái giá trị khi các con, các anh các chị về nhà, các anh các chị thấy con của mình có sự thay đổi như thế nào, đấy mới là cái kết quả, có đúng không ạ? Bởi vì Thanh Hằng chỉ một mục đích mong muốn là gieo giá trị để rồi gặt được thành công đó. Thì nếu như các anh các chị, à con em 6 tuổi, ok, các anh các chị hãy comment là tôi muốn, và con của các anh các chị ở cái độ tuổi nào. Bởi vì ở trung tâm Linh Chi á thì cũng đã có một nhóm các anh các chị đã đăng ký học cái lớp kỹ năng sống này rồi. Thì bây giờ chỉ Thanh Hằng mong muốn là bạn ơi tớ 40 tuổi ha, cần làm gì? Định vị được cuộc sống nhá Thiên Hương nhá, định vị được bản thân nhá Thiên Hương nhá. xong sau đó rồi là hiểu được khách hàng nhá. Đó, và cái lớp kỹ năng sống đó, cái lớp kỹ năng sống đó được tổ chức một ngày. Và như theo dự tính của Thanh Hằng khi đi Thái Lan về thì Thanh Hằng sẽ tổ chức đó là vào khoảng ngày 20 hoặc sang đầu tháng 8. Đó, thì nó sẽ có hai lớp xảy ra như vậy. Thế thì cái thời điểm mà chính xác như thế nào? À, con tôi 6 tuổi. Rồi ok, ok Mây nha. Xin cảm ơn. Đấy, bạn hãy đăng ký hay comment ở dưới thì chúng tôi sẽ Mây ơi, học ở trung tâm Linh Chi ở Mạo Khê mình thôi nhá. Ở trung tâm Linh Chi ở Mạo Khê ấy. Thì bởi vì là Hằng sẽ tổ chức một ngày lớp kỹ năng sống. Khi các bạn cái sản phẩm của Thanh Hằng ấy đem lại cho các bạn, đấy là chính đứa con của các bạn sau một ngày được đào tạo rời về nhà các con như thế nào. Còn đương nhiên Thanh Hằng không dám khẳng định rằng là học một buổi thôi mà con các bạn thay đổi một cách ngoạn mục thì Thanh Hằng không dám. Nhưng một ngày thôi các bạn sẽ thấy được con mình thay đổi như thế nào. À, tuần học mấy buổi hả? Bởi vì thực ra là như thế này, Hằng sẽ ban đầu thì Hằng sẽ có những cái lớp free miễn phí cho các bạn, để các cha mẹ phụ huynh đấy Mây, cha mẹ phụ huynh đấy cảm nhận được thực sự là sao ạ, con mình có sự thay đổi. Thì lúc đó Hằng mới đưa ra những cái chương trình một tuần học mấy buổi, và thậm chí còn có những khóa học 2 ngày hoặc 3 ngày. Đấy, thì cái đấy là sau này chúng ta sẽ gì ạ, sẽ kết nối được với nhau ở ngay chỗ trung tâm Linh Chi đấy Mây. Mà cái đường vào cái gì nhỉ, trung tâm đa khoa Mạo Khê mình ấy, ở chỗ nhà máy Oanh đi vào đấy Mây. Đấy, thì chúng ta hãy cứ comment ở dưới là con là tội, thứ nhất là tôi muốn, thứ hai là con bạn mấy tuổi. Thì để khi Hằng mà xem lại tất cả ebook lại đó thì Hằng sẽ gửi đến cái thông điệp cho các bạn hoặc gửi tin nhắn cho các bạn đến chính xác địa điểm và thời gian để cho các bạn đưa con đến. Lần này nó là quà tặng đúng không ạ? Ở Đà Nẵng đi chị ơi, ok. Đó, nó là quà tặng nên Hằng đào tạo miễn phí free ấy, một ngày cho các con. Các mẹ dành thời gian từ 7 giờ sáng đến 6 giờ tối cho các con. Các con ở tại trung tâm, ăn, nghỉ ở tại trung tâm. Đó. Thì khi mà các con về thì các bạn sẽ thấy được cái giá trị rất là mạnh mẽ. Thế thì các bạn hãy gì ạ? Nếu mà muốn nhận quà tặng và đồng thời các bạn bè của mình có con hay có cháu đúng không ạ? Thì các anh các chị, các tình yêu hãy chia sẻ cái livestream này ra để được nhận quà nhiều hơn. Thanh Hằng khẳng định một điều rằng chỉ một ngày thôi các anh các chị sẽ thấy con mình gì ạ? Trưởng thành ít nhiều, chắc chắn sẽ có. Đó. Thu Thủy Nguyễn tổ chức lớp sinh chắc vân tay tại Đà Nẵng đi chị, và tổ chức miễn phí kỹ năng sống tại Đà Nẵng nữa. Đúng rồi, bởi vì cái này là cái mà cái giá trị cũng giống như là ban đầu đấy. Tại sao ngày hôm nay Thanh Hằng chia sẻ 5 cái bước gieo hạt đó là như thế. Thanh Hằng rất mong muốn các anh các chị hợp tác, rất mong muốn các anh các chị ủng hộ, rất mong muốn các anh các chị gì ạ, kết nối để làm sao Thanh Hằng có những cái giá trị đó, có những cái mong muốn đó và thực hiện được chính cái sứ mệnh của mình. Đúng rồi, nếu như bất cứ ở một tỉnh thành nào, bất cứ một tỉnh thành nào có văn phòng đại diện thì hầu hết là Thanh Hằng cũng vào đó, và ngoài cái việc mà hướng dẫn về sinh chắc học số vân tay
đào tạo về kiến thức cho các văn phòng đại diện và cộng tác viên ra, thì Thanh Hằng sẽ free một cái buổi kỹ năng sống cho các con. rồi để lại số điện thoại tốt. Ngày hôm đó thì các bạn sẽ được nhận tin nhắn hoặc được thông báo. Và các anh các chị hãy chia sẻ cái livestream này ra giúp cho Thanh Hằng nhé. Rồi ok, các bạn cứ hãy inbox lại, một là số điện thoại này, hai là độ tuổi của con này. Đấy, đúng không nào? Đấy, một là số điện thoại, hai là độ tuổi của con, ba là tôi muốn. Đó, đơn giản thế thôi mà chúng ta sẽ được nhận quà rồi. Con của chúng ta sẽ có một buổi free, miễn phí luôn nha, miễn phí luôn. Miễn phí cái chương trình kỹ năng sống, cái buổi kỹ năng sống đó. Và cái định hướng của Hằng là 20 tháng 7 và đầu tháng 8 có một chương trình kỹ năng sống như thế. Xin chào Hương Ly. Tịnh Tâm, gì hello Tịnh Tâm. Xin chào Nhật Nhị. Đó, thì cái kỹ năng sống đấy sẽ được gì ạ? Sẽ được đầu tiên là ở Quảng Ninh thì sẽ tổ chức tại trung tâm Linh Chi. Và các anh chị cứ inbox đi ạ, có con có cháu cứ inbox ở dưới. Em mở lớp đi, chị cho con đi học nhé. Dạ. Vâng ạ, em cảm ơn chị. Thì chị cứ inbox cho em là số điện thoại, chị Hương Tây ạ. Chị cứ inbox cho em là số điện thoại này, rồi con chị ở độ tuổi nào và tôi muốn. Thế là bên em cũng đã có những cái có nha mày nha. Kỹ năng sống ấy, kỹ năng sống có 44 tuổi đấy chúng mình ạ. Thanh Hằng đi học phát triển bản thân và kỹ năng sống rất nhiều đấy. Hôm đấy xuống rồi được test demo miễn phí nữa nha. Chào Lan Chu. Lan Chu Thúy Lan à. Chào chị xinh đẹp, chị cảm ơn. Đó, thì chúng ta sẽ định vị được bản thân và chúng ta thấu hiểu được khách hàng. Con chúng ta cũng là khách hàng, chồng chúng ta cũng là khách hàng nha. Những cái mối quan hệ của chúng ta cũng là khách hàng. Mây nha. Hôm đấy cho con xuống học thì sẽ có một cái quà tặng cho người lớn, đó là test demo miễn phí nha. Đấy, thì tức là Thanh Hằng mới muốn nói xin chào anh Nguyễn Mùi. Vâng, anh Nguyễn Mùi cũng đã làm hai bài sinh trắc cho cháu rồi đúng không ạ? Đó thì cái năm bước gieo hạt mà Thanh Hằng đã chia sẻ với tất cả các anh chị, và bên cạnh đó có cái món quà tặng này. Các anh các chị đã nhớ cái món quà tặng của mình chưa ạ? Và đặc biệt là các anh chị hãy gì ạ? Hãy comment tôi muốn số điện thoại và độ tuổi con của mình để Thanh Hằng sàng lọc, bởi vì không thể các bạn bé xíu mà học với các bạn lớn được đâu ạ. Sẽ tổ chức các cái lớp cùng độ tuổi, có cùng cái độ tuổi, hay nói cách khác là cùng cái giai đoạn phát triển, để giúp cho con làm sao? Giúp cho con học được một cách tốt nhất. Đó là cái mà Thanh Hằng mong muốn. Xin chào Phương Trâm, tôi muốn bé 6 tuổi. Ok, chị cứ hãy để lại như thế này là đủ. Để bên chúng em sẽ gì ạ? Sẽ inbox lại với các anh các chị. Xin chào Hương Mai. Đấy, thì các anh các chị đã nhận được quà tặng rồi đúng không ạ? Các anh các chị đã được nhận quà tặng, và bên cạnh đó các anh các chị hãy chia sẻ cái livestream này ra để bạn bè các anh các chị cũng có được nhận được những món quà như thế này. Nhà em đông con lắm. Thì cái kỹ năng sống này, cái buổi học một ngày là chị free mà, lo gì đâu. Tôi muốn học luôn ý hả? Rồi chờ 5 ngày nữa Hằng đi Thái Lan về thì Hằng sẽ đã xây dựng chương trình rồi, nhưng có cái điều là mình phải đăng ký để đủ người, đủ quân số thì mình sẽ tổ chức lớp học. Mây cứ yên tâm là lớn cũng có và trẻ em cũng có nha. Xin chào Diễm Nguyễn. Hoa Diễn Xưa, tình yêu của tôi Sài Gòn. Tức là mấy lứa tuổi cơ ạ? Có nghĩa là nó có những cái lứa tuổi, tức là chúng ta có con từ 3 đến 15 tuổi. Thì chúng ta hãy như cái ban đầu Thanh Hằng nói rồi đấy, đúng không? Có nghĩa là gì? Thứ nhất là chúng ta comment là tôi muốn. Thứ hai là số điện thoại. Thứ ba là con bạn ở độ tuổi nào. Thì lúc đó sao ạ? Bên chúng tôi mới sắp xếp được giai đoạn phát triển của con, thì chúng tôi mới chia được lớp các anh các chị nhé. Và đặc biệt là ở trung tâm Linh Chi thì cũng đã có một số cũng khá là đông các bậc phụ huynh đã đăng ký cho con rồi.
Ngày hôm nay thì Thanh Hằng livestream như thế này để giúp cho các anh, các chị, đây cũng chính là gieo hạt đấy các anh các chị, để giúp cho các anh các chị có con ở cái độ tuổi nào thì Thanh Hằng sẽ chia sẻ cái chia ra từng giai đoạn phát triển của con để học một cách phù hợp nhất và tối ưu nhất. Ninh Vũ Hà có con bé 3 tuổi Hà. Thiên Hương, ai 44 tuổi đăng ký cho Thanh Hằng chuẩn bị lớp. Đúng rồi, nếu như cách nha, ở đây nha Thanh Hằng, có lớp 14 tuổi không bạn? Bạn cứ inbox tuổi của con bạn, xong sau đó là ví dụ như 6 cái, Hằng sẽ phân ra các cái độ tuổi trưởng thành, các cái giai đoạn của con và sẽ đưa các lớp học cho con. Các bạn nhé, các bạn yên tâm là như thế. Bởi vì các bạn cứ inbox cái độ tuổi của con mình thôi là Thanh Hằng cũng đã biết rồi, thì cái giai đoạn nào nó đi học của con từ 3 đến 10 tuổi. Đấy, còn cái giai đoạn nào đi học từ 10 đến 15 tuổi thì lúc đấy thì bắt đầu là Thanh Hằng sẽ inbox trực tiếp với các anh các chị. Đó. Thiên vị nhỉ? Đâu? Thiên Hương, tôi có thiên vị đâu. Không, thực ra mà nói, chúng ta hãy nghiêm túc với nhau một điều như thế này. Trong quá trình sống, không những là con của chúng ta phải học kỹ năng sống, mà bản thân của chúng ta cũng phải định vị được bản thân và chúng ta học kỹ năng sống. Thanh Hằng có những cái lớp dành cho người lớn nha. Thứ nhất nha, các lớp cho con rồi. Xong, sau đó có các lớp cho cha mẹ. Đấy, có những lớp cho vợ chồng. Các anh các chị ạ, nó vô cùng hay, nó là như thế. Bởi vì ngày hôm nay thì cái chương trình quà tặng đó là dành cho các con, chứ còn sau này sẽ có những cái chương trình dành cho các mẹ. Dành cho các mẹ mà các mẹ biết là còn có được cái, người ta gọi là cái nghệ thuật yêu, nghệ thuật giữ chồng, rồi rất nhiều các cái chương trình. Đó, thì cái điều đầu tiên là Hằng muốn gieo cái giá trị. Chu Lan Thúy Lan. Rồi bạn cứ để số điện thoại lại, thì bên chúng tôi cũng sẽ inbox cho các bạn. Và đặc biệt là con của bạn bao nhiêu tuổi nữa nhá. Nhớ là con của mình bao nhiêu tuổi và để lại số điện thoại thì chúng tôi mới có thể lọc được ra. Rồi xin chào chị Diễm Xưa. Có những cái lớp dành cho người lớn cực kỳ tốt. Đấy. Thế nên là chính vì như vậy nên là ngày hôm nay chị Thanh Hằng chia sẻ cái món quà tặng đó là cái gì ạ? Đó là dành cho các con. Xin chào chị Kim Anh Hà Thị. Chị xinh gái. Đó. Thế thì chúng ta thấy được là nếu như ngày hôm nay nha, chúng ta inbox tuổi của tôi muốn là một này, tuổi của con này. Thứ hai nữa là số điện thoại. Đó. Số điện thoại để lại thì chúng tôi sẽ phân nhóm ra cho các con. Và đặc biệt lớp kỹ năng sống lần này là một ngày các anh các chị nhá, từ 7 giờ sáng đến 6 giờ tối, đến các con các anh chị cái cuối cùng, đến chúng tôi làm thế nào không cần biết đúng không ạ, nhưng về nhà nó có sự thay đổi, nó tốt là các anh các chị đã thấy hạnh phúc rồi đúng không nào. Và các anh các chị hạnh phúc đấy cũng là chính là sự hạnh phúc của Thanh Hằng. Và cái nội dung thứ hai nào, các anh các chị nha, các anh các chị muốn thì các anh các chị hãy làm, thứ nhất là chia sẻ đúng rồi ạ, thứ hai là tôi muốn comment ạ, tôi muốn, rồi số điện thoại và độ tuổi của con. Dạ vâng, xin chào chị Hà Kim Anh, chị cũng rất là xinh đúng không ạ. Đó, thì để chúng ta có cái chương trình quà tặng đó. Thế thì khi mà chúng ta có cái chương trình quà tặng đó, chúng ta cứ làm nhá, chúng ta cứ chia sẻ livestream của Thanh Hằng này, chúng ta cứ, bạn bè của chúng ta cứ làm những cái động tác mà Thanh Hằng nói, để sau đó là sau cái buổi livestream này Thanh Hằng sẽ tổng hợp lại để phân độ tuổi của các con và sẽ đăng ký cho tất cả các con học vào cái từng lớp, làm sao để phù hợp với các cái độ tuổi phát triển của con để dạy cho có hiệu quả và chất lượng. Cái thứ hai, cái nội dung thứ hai mà ngày hôm nay Thanh Hằng muốn chia sẻ, nội dung thứ nhất đó là 5 bước gieo hạt rồi đúng không ạ, và cái nhiệm vụ của Thanh Hằng cũng đã gieo hạt rồi đúng không nào, tặng quà cho tất cả các anh chị rồi đúng không nào. Thế và bây giờ đến cái nội dung thứ hai mà Thanh Hằng muốn chia sẻ với tất cả các anh chị, đó chính là 5 điều cần biết khi sử dụng công cụ sinh trắc học dấu vân tay. Đấy, bây giờ mới là vấn đề đây đúng không nào.
Đấy, có rất nhiều người chưa rõ về sinh trắc học dấu vân tay. Và chúng ta nó mềm được rồi Thiên Hương nha. Đó, có nghĩa là khi mà Hằng đã sử dụng 5 bước gieo hạt và Thanh Hằng cũng đã gieo hạt rồi đúng không nào? Còn ai mà nhận thì đương nhiên là Thanh Hằng, đấy cũng là một điều thành hạnh phúc với Thanh Hằng. Nhưng mà Thanh Hằng cũng chia sẻ cái nội dung thứ hai, đó là gì? 5 điều cần biết khi chúng ta sử dụng cái công cụ, đó chính là sinh trắc học dấu vân tay. Thế thì đó là như thế nào? Nó cũng 5 cái điều đó là như thế nào? Cái điều thứ nhất các anh, các chị hay các tình yêu của Thanh Hằng này lưu ý này. Sinh trắc học dấu vân tay nó là một ngành khoa học. Các anh các chị nhé, nó là được một ngành khoa học kiến tạo bởi các ngành khoa học, giả sử như là nhân chủng học, y học, sinh học, tâm lý học đó, và rất nhiều các ngành khoa học khác được thế giới công nhận. Và có ngành có tên là sinh trắc học dấu vân tay. Đấy, cái điều đầu tiên mà các anh các chị nên biết nó là như vậy. Chứ còn không thì rất nhiều người lại cứ nghĩ là sinh trắc học dấu vân tay là xem bói đó. Thế thì Thanh Hằng cũng chia sẻ với tất cả các anh chị cái điều thứ nhất đó là như vậy, tức là sinh trắc học dấu vân tay nó là một ngành khoa học. Rồi, nếu như các anh các chị đang xem, xin chào Thanh Bùi, xin chào Trần Lan Hương đó, khi các anh các chị xem thì các anh các chị hãy comment ở dưới cho Thanh Hằng với ạ. Comment xong tí lại có quà đấy lại được nhận quà đấy ạ. Ok, Lan Chu Thí Lan nha. Có nghĩa là cái điều thứ nhất các anh các chị comment ở dưới giúp Thanh Hằng, đó là đây là một ngành khoa học nha. Đó là một ngành khoa học, không phải bói toán, không phải tử vi, không phải tướng số, bởi vì nó được kiến tạo bởi nhiều ngành khoa học khác. Và đặc biệt nó chính là giải phẫu não bộ của chúng ta. Đó, như thế nào thì các anh các chị cùng tìm hiểu với Thanh Hằng ở các cái chương trình tiếp theo. Bởi vì cái live stream lần trước Thanh Hằng đã chia sẻ về lịch sử của ngành khoa học sinh trắc rồi. Đó, các anh các chị có thể là vào trang cá nhân của Hằng và Thanh Hằng và xem lại cái live stream đó. Đây nó là một ngành khoa học. Cái điều thứ hai mà các anh các chị cần biết đó chính là cái độ tuổi nào thì làm được sinh trắc học dấu vân tay. Đó, độ tuổi nào thì có thể làm được sinh trắc học dấu vân tay. Từ 2 tuổi trở lên đã làm được sinh trắc học dấu vân tay rồi, thưa các anh các chị. Và cái độ tuổi đấy là bắt đầu, còn kết thúc không có tuổi đâu ạ. Bắt đầu thì chúng ta làm từ 2 tuổi. Nhưng ở công ty Hằng đã có những người 75 tuổi vẫn còn làm sinh trắc học dấu vân tay. Đó, thưa các tình yêu của Thanh Hằng, đó là như thế ạ. Các anh các chị hãy chia sẻ live stream này giúp Thanh Hằng với ạ. Để cho rất nhiều người ạ, hiểu rõ về cái ngành khoa học này. Đây chính là cái đang gieo giá trị thứ hai của Thanh Hằng đấy ạ. Đang gieo giá trị thứ hai đó. Đó, đây, thứ nhất là sinh trắc học dấu vân tay đó là một gì? Một ngành khoa học, đúng không? Thứ hai là độ tuổi từ 2 tuổi trở lên chúng ta đã làm được rồi. Đấy. Còn cái buổi tiếp theo thì Thanh Hằng sẽ chia sẻ về cái giá trị của từng độ tuổi. Đấy. Và tại sao mà Thanh Hằng có cái quà tặng của cái phần trước, đó là 5 bước gieo hạt đó, và là có cái buổi kỹ năng sống dành cho các con một ngày á. Thì bởi vì sao? Nó phải phát triển theo từng giai đoạn, thì mình phải phân chia độ tuổi giai đoạn cho các con, thì huấn luyện và đào tạo các con mới có hiệu quả đó. Và cái điều thứ ba mà các anh chị biết cần biết đó là gì ạ? Cái điều thứ ba các anh các chị cần biết đó là gì? Xác định sinh trắc học dấu vân tay. Sinh trắc học dấu vân tay nó là một ngành khoa học và chính là giải phẫu não bộ của con người, thì nó sẽ xác định được gì ạ? Xác định được năng lực tố chất bẩm sinh, các anh các chị nhé. Đó, xin chào anh Thủy Trần. Tức là cái điều thứ ba mà các anh chị cần biết để khi chúng ta sử dụng cái công cụ đó là sinh trắc học dấu vân tay đấy, đó là xác định được năng lực tố chất bẩm sinh, hay nói cách khác đó là năng lực và ưu điểm và hạn chế của chúng ta. Rất là rõ ràng,
Đấy. Các anh chị có cảm nhận một điều rằng là tại sao có những người người ta có tố chất ấy? Thứ nhất là người ta có tố chất về thể thao, đó là hoặc là năng lực, hoặc là có những người có tố chất về ca hát, đúng không? Có những người tố chất về lãnh đạo. Đấy, chia sẻ đi sẽ được quà mà Thiên Hương. chia sẻ là chúng ta sẽ được quà. Đó, tức là có những người ta sao người ta có cái tố chất làm lãnh đạo. Đấy, ở đâu, bất cứ ở nơi đâu người ta cũng làm được lãnh đạo. Đúng không là các anh chị? Đó, đấy là cái mà khi mà sinh chắc học dấu vân tay. Khi mà sinh chắc học dấu vân tay sẽ giúp được các anh chị xác định được năng lực, tố chất, điểm mạnh cũng như điểm hạn chế của các anh chị. Để làm gì? Dùng cái điểm mạnh của mình để kéo cái hạn chế của mình lên. Bởi vì con của chúng ta hay bản thân của chúng ta luôn luôn mong muốn làm sao? Con thì mong muốn giỏi toàn diện, đúng không ạ? Còn bản thân chúng ta thì muốn hoàn thiện. Đấy. Nhưng vấn đề là chúng ta không biết được rõ năng lực của mình. Vâng, quà của anh đâu rồi, anh sẽ có quà. Chào Đỗ Huệ. Ừ, Hải Phòng đấy. Rồi chào chị Mến. Đó. Thế thì tức là cái điều thứ ba mà chúng ta biết cần biết là như vậy, đó là xác định được cái năng lực bản thân của chúng ta. Tại sao Hằng vẫn nói với tất cả các anh các chị, đó là định vị bản thân để thấu hiểu khách hàng. Đó là khi mà chúng ta sử dụng cái công cụ đó là sinh chắc học dấu vân tay như thế này thì chúng ta sẽ làm gì ạ? Chúng ta định vị được bản thân của chúng ta là gì, năng lực của chúng ta ở đâu. Chúng ta sẽ sử dụng cái năng lực đó để nó chạm đến cái đam mê của chúng ta. Xin chào Thảo Đoàn. Chứ còn nếu như chúng ta không thể, đúng ạ, chúng ta không thể bắt cá leo cây, lợn hát được. Đó, đấy là những dạng năng lực bẩm sinh. Và sinh chắc học dấu vân tay sẽ giúp cho các anh chị xác định được những điều đó. Cái điều thứ tư đấy ạ. Xin chào Phương Thảo. Cái điều thứ tư mà chúng ta cần biết công cụ sinh chắc học dấu vân tay, đó là gì? Giúp cho mỗi một cá nhân của chúng ta biết trước được 50% của sự thành công. Còn lại 50% chúng ta phải gì ạ? Có môi trường sống. Phải có môi trường sống. Bởi vì sao? Bởi vì khi cái điều mà chúng ta biết trước đó là những cái năng lực của chúng ta thì chúng ta đầu tư làm sao? Đúng hướng. Đúng không? Đầu tư đúng hướng, tránh lãng phí thời gian và tiền bạc. Có đúng ngay anh chị? Đó là chúng ta đã được thành công được 50% rồi. Còn lại là 50% phụ thuộc vào ai ạ? Phụ thuộc vào môi trường và chính cá nhân đó có thực sự muốn thay đổi hay không. Đó. Chứ còn không phải là làm một cuốn sinh chắc học dấu vân tay xong sau đó là biết là mình đã trở thành thiên tài. Cái điều đấy là không đúng anh chị nhé. Đấy. Cái điều thứ tư mà chúng ta cần biết về sinh chắc học dấu vân tay đó là như vậy. Tức là giúp cho mỗi cá nhân chúng ta đã biết trước được, bởi vì xác định được năng lực và tố chất của chúng ta thì chúng ta đã biết được trước được 50% của sự thành công thôi. Còn lại 50% của sự thành công đó chính là gì ạ? Đó chính là nhờ vào môi trường và chính cá thể đó. Đó. Đã chia sẻ có gì chị Hằng vào Sài Gòn alo em nha. Ok. Ok Lê Ngọc Khương, xin cảm ơn em. Đợt tới này có khi là chị cũng vào Sài Gòn, thì vào Sài Gòn thì chị alo nha. Inbox để lại số điện thoại cho chị với. Lâu lắm rồi chị cái điện thoại kia của chị mất rồi. Xin chào Hình Nguyễn. Đó. Cái điều thứ tư mà chúng ta cần biết đó là như vậy. Bởi vì sao? Khi chúng ta xác định được năng lực của chúng ta xong rồi, chúng ta biết được tố chất của chúng ta, nhưng cũng rất cần đó là gì? Môi trường để phát triển. Đó. Nếu như giả sử như thế này là Hằng lấy một ví dụ như thế này để cho các anh chị rất dễ nhé. Giả sử con các anh các chị nó không thích thể thao, đúng không? Không thích thể thao, nhưng mà bố mẹ, chính bản thân các anh các chị lại đang làm huấn luyện viên, hoặc là làm, tức là anh chị thích thể thao. Các chị không thể bắt con của anh các chị vào ngành thể thao được, bởi vì nó không có những cái dạng năng lực đó. Đấy. Và một điều vô cùng là thú vị nữa là nếu như mà con các anh các chị nha, con các anh các chị nó có năng lực nhưng các anh các chị không cho nó vào môi trường huấn luyện, thì đương nhiên
nó có năng lực nhưng nó không được huấn luyện thì sẽ tài năng sẽ đó sẽ gì ạ? Không được phát hiện. Anh chia sẻ 51 nhóm rồi, dạ cảm ơn anh, chào mọi Nguyệt đó. Thế thì vấn đề ở đây là gì? Vấn đề ở đây là chúng ta cần phải biết, phải xác định được năng lực bẩm sinh của mỗi một cá thể, mỗi một cá nhân đó, thì chúng ta mới đưa được vào đâu, đưa được vào môi trường rèn luyện và huấn luyện. Không biết hát thì liệu huấn luyện có hát được không? Cũng hát được, nhưng sẽ không bao giờ trở thành đam mê. Và chỉ khi có tố chất, khi có năng lực thì mới có được đam mê. Cái điều đấy là điều chắc chắn được các nhà khoa học khẳng định rồi, các anh các chị nhé, các tình yêu của Hằng ạ. Đó. Cái điều thứ năm, cái điều thứ năm mà các anh các chị cần biết đó là gì? Đó, khi mà chúng ta phát hiện nha, khi mà chúng ta phát hiện được ra là chúng ta phải hành động. Hành động là gì? Đưa chính cái cá thể đấy vào môi trường rèn luyện. Đưa chính cái cá thể đó vào môi trường được rèn luyện. Công cụ sinh chắc học dấu vân tay nó như là một tấm bản đồ chỉ dẫn con đường thành công của các anh các chị. Cái quan trọng các anh các chị có hành động, hay nói cách khác các anh các chị có bước đi tiếp theo không, thì đấy là phụ thuộc vào tất cả các anh các chị đó. Chứ không phải là khi mà làm bài báo cáo sinh chắc học dấu vân tay ra mà con các anh chị trở thành thiên tài, hay các chị biết được rằng là canh chồng của mình là thiên tài hay mình là thiên tài đâu. Mình chỉ biết được những dạng năng lực tố chất bẩm sinh của mình, và sau đó mình đưa vào môi trường, tức là mình phải hành động đấy ạ. Mình hành động, môi trường huấn luyện, rèn luyện thì nó mới trở thành xuất chúng được, nó mới trở thành ngoại hạng được. Xin thưa các anh các chị là như vậy. Và đặc biệt là các anh các chị yên tâm một điều, đấy là đối với con đúng không? Nhưng đối với các anh các chị thì sao? Nó cũng chỉ biết được đặc điểm tính cách và dạng năng lực bẩm sinh và tố chất năng lực bẩm sinh của anh chị thôi. Chứ không lo rằng nó bóc phốt mình đâu. Không lo là mình có bạn trai hay bạn gái. Sinh chắc học dấu vân tay không làm được điều đó. Mà sinh chắc học dấu vân tay chỉ giúp cho các anh các chị gì ạ? Thấu hiểu nhau hơn, hay nói cách là định vị bản thân và thấu hiểu khách hàng đó. Bây giờ viên đá nhỏ với có thời gian vào xem đúng không, giám đốc trung tâm Linh Chi đấy ạ. Các anh các chị cứ cái phần quà trước ạ, các anh các chị cứ để lại số điện thoại này, con độ tuổi bao nhiêu này đấy. Thứ nhất là chia sẻ với bạn bè này, thứ hai nữa là tôi muốn comment ấy, comment là tôi muốn này, độ tuổi của con này và số điện thoại. Đây là bây giờ là giám đốc trung tâm Linh Chi cũng đã có mặt ở trong livestream này rồi đấy ạ. Thì các anh các chị sẽ được nhận những phần quà vô cùng hấp dẫn. Xin chào Hà Mỹ Hảo. Đó, vô cùng hấp dẫn đấy, để có một cái buổi kỹ năng sống. Và Thanh Hằng cũng đã chia sẻ với tất cả các anh chị là 5 điều cần biết khi chúng ta sử dụng sinh chắc học dấu vân tay rồi, đúng không nào? Không sợ là nếu như người lớn ấy là không sợ là bóc phốt vợ hay chồng đâu. Sinh chắc học dấu vân tay không biết là bạn có bạn trai hay bạn gái đâu. Đấy, mà sinh chắc học dấu vân tay chỉ giúp cho bạn gì ạ? Biết được tính cách, đặc điểm tính cách của gì ạ? Của người bên cạnh, để sống làm sao chúng ta tôn trọng cá tính của nhau, và đặc biệt chúng ta thấu hiểu nhau hơn để cuộc sống thành công và hạnh phúc. Đó. Và quà tặng lần này là gì nào? Ai còn xem livestream hãy chia sẻ. Và đặc biệt đây chính là một món quà vô cùng hấp dẫn đối với các anh các chị và kể cả các con. Đó. Các anh các chị, nếu như các anh các chị ở đâu, các anh các chị hãy comment ở dưới. Và bên cạnh đó chúng tôi có các văn phòng đại diện. Các anh các chị ở tỉnh nào nhé, hoặc địa bàn nào, các anh các chị hãy comment ở dưới thì chúng tôi sẽ inbox lại cho các anh các chị, và các chị sẽ tới văn phòng đó được test demo miễn phí các anh chị nha. Biết đây, rất nhiều khách hàng khi mà được chuyên viên của chúng tôi tư vấn test demo thì đều có những cái giá trị nhận được là 80%, 90% và 100%, tức là đúng với tính cách ấy.
Nhưng xin thưa với các anh các chị, test demo như thế nó chỉ đúng 1% thôi nha. Thế mà rất nhiều người nói rằng là đúng lắm, đúng lắm, đúng với tính cách của họ thì đúng, thì cực đúng đó. Thế thì nhưng mà cái vấn đề ở đây chị dừng lại, chị sắp rồi, sắp đến phần hát cho em nghe rồi đó. Thế nên là các anh các chị ở bất cứ một tỉnh thành nào thì các anh chị hãy comment cái nơi mình ở đó, xong sau đó là các anh các chị hãy, chúng tôi sẽ liên lạc và các anh các chị tới để làm gì ạ? Để các anh chị hãy test demo. Các anh các chị có đồng ý không nào? Đây, buổi tối ngày hôm nay chúng ta có gì ạ? Nội dung thứ nhất của chúng ta là gì ạ? 5 bước gieo hạt. À, chúng ta cần tổng kết lại một chút nhé. Tổng kết lại một chút để cho các anh chị vào sau đấy ạ, thì biết cái giá trị mà Thanh Hằng chia sẻ. Cái thứ nhất là 5 bước gieo hạt. À, cái thứ hai là 5 điều cần biết khi sử dụng công cụ sinh trắc học số vân tay, đúng không nào? Và có các cái món quà rất là ý nghĩa rồi đấy các con. Ví dụ như là các bạn có con từ 3 đến 15 tuổi thì các bạn hãy comment ở dưới là tôi muốn và tuổi của con, thì để Thanh Hằng sẽ lọc ra và sẽ có một buổi free cho các con về đào tạo kỹ năng sống. Đặng Thị Thoa, xin chào Đặng Thị Thoa. Đó, cái kỹ năng sống cho các con một ngày free nhé các anh các chị. Đấy, nhưng các anh các chị phải comment là tôi muốn này, thứ nhất này, thứ hai nữa là độ tuổi của con, thứ ba là số điện thoại của các anh các chị. Và phần quà vô cùng hấp dẫn thứ hai đó là các anh các chị hãy để điện thoại và cái địa danh của các anh các chị, cái địa danh mà các anh các chị đang ở, để các văn phòng đại diện của chúng tôi có thể liên lạc được với các anh chị. Và các anh chị đến đó được test demo miễn phí, kể cả các bé nhé, kể cả các con. Đấy, kể cả các con, để các anh các chị trải nghiệm một xíu xíu thôi. Nó chỉ là 1% khi mà chúng ta làm bài báo cáo full thôi. Thế nhưng mà cái giá trị nó cũng rất là tốt đó. Và cái phần 2 phần quà mà Thanh Hằng đã dành tặng cho tất cả các anh chị, thì Thanh Hằng cũng rất là mong muốn là các anh các chị hãy xem từ đầu hoặc là vào muộn một chút, thì các anh các chị hãy gì ạ? Hãy chia sẻ cái livestream này ra để cho bạn bè của các anh các chị cũng được nhận quà. Con của các anh các chị hay bạn bè của các anh các chị cũng được gì ạ? Cũng được nhận quà. À, xin chào Nguyễn Hằng. Đó, thì chúng ta có con ở độ tuổi nào thì chỉ cần cái lớp kỹ năng sống của các con ấy ạ. À, xin chào Nguyễn Hằng nha. Các anh chị ạ, các con của anh chị chỉ cần học một ngày kỹ năng sống thôi, các anh các chị sẽ thấy rất là con, các anh chị rất là ok. Bởi vì các cái buổi đó chúng tôi đào tạo huấn luyện như thế nào các anh các chị không cần quan tâm, nhưng chỉ cần quan tâm là cái kết quả các con khi về nhà với gia đình như thế nào, đúng không ạ? Đó, đấy là những cái phần quà mà vô cùng hấp dẫn để cho các cha mẹ các anh các chị, để có những con của mình có những cái độ tuổi như thế. Và Thanh Hằng đầu tiên thì Thanh Hằng đang tổ chức, có ý định là tổ chức ở tại trung tâm Linh Chi Mạo Khê. Thì các anh chị, nhất là những anh chị mà có cái trung tâm ở đó, thì các anh chị hãy comment những cái thứ mong muốn như thế, để cho các anh chị có những cái phần quà hấp dẫn. Xin chào Lê Thu Hằng. Và đến bây giờ thì chắc có lẽ là cái phần nội dung cũng như là quà tặng của Thanh Hằng dành cho các tình yêu cũng đã khép lại đấy. Và cũng như Thanh Hằng hứa là trước khi chia tay các anh chị thì Thanh Hằng cũng sẽ hát tặng các anh các chị một nhạc phẩm. Hát tặng các anh các chị một nhạc phẩm để chúng ta chia tay nhau đi ngủ, đúng không nào? Yeah. Bây giờ chờ Thanh Hằng để tìm cái bài hát nhé. Các anh các chị mong muốn ba hai à? Ok. Hôm nào cho đi kem nhá. Cho đi kem nhá. Tất cả các anh chị mong muốn rằng Thanh Hằng hát bài gì nhỉ? Vui nhộn buồn hay là thế nào nhỉ? Rồi, Thanh Hằng sẽ hát một cái bài cho các anh các chị, một nhạc phẩm. Đâu phải bởi mùa thu nhá. Đâu phải bởi mùa thu. Rồi.
Đâu? Đâu? Lên đi. Nắp cho to to đi. Rồi, thì Nguyễn Dung bây giờ khách hàng sẽ tặng tất cả các anh chị cho nhí nhạc lên một chút. Cho to đi. Cho to nhạc ấy. Hết rồi à? Em đẩy đẩy đi vào đây chị. Khách hàng sẽ xin hát tặng tất cả các tình yêu của Thanh Hằng trước khi chia tay một nhạc phẩm có tên là Đâu Phải Bởi Mùa Thu của nhạc sĩ Phú Quang. Em ru gì lời ru cho đã nuối tật nguyện về sẹo thời gian. Em ru gì lời ru cho biển khơi. Biển khơi biết bao giờ ngừng lặng. Em ru gì lời ru cho anh. Một đời đam mê, một đời giấc tố. Em ru gì cho ta khi bao ngày vui phai. Thôi đừng hát xô, thôi đừng say sưa. Lá chú rơi nhiều, đâu phải bởi mùa. À, Dung Nguyên cũng thích cái bài này à? Có như một đời ước vọng tan phai. Em ru gì lời ru cho ngày mai. Thời gian có mong giờ trôi lại. Em ru gì lời ru cho anh. Một đời đam mê, một đời giống tổ. Thank you.
Thanh Hằng đã gì ạ? Đã tặng các anh các chị một nhạc phẩm, một nhạc phẩm rất là hay, rất là trữ tình, để chúc cho các anh các chị có một giấc ngủ rất là ngon. Và đặc biệt là các anh các chị nhớ thiền cà phê. Thiền cà phê bao nhiêu phút ạ? 30 phút nhé. Các anh các chị nhớ trước khi đi ngủ chúng ta hãy thiền cà phê 30 phút, gieo vào trong tâm trí của chúng ta 3 điều tốt đẹp, đúng không ạ? Thứ nhất là sự biết ơn, thứ hai là sự giúp đỡ, thứ ba là sự ngưỡng mộ. Các anh các chị nhé. Và nhớ là 30 phút trước buổi tối khi đi ngủ và 30 phút sáng thức dậy, các anh các chị hãy làm một cái động tác, tức là cái bước ấy, thiền cà phê trong 4 bước gieo hạt, thì các anh các chị sẽ nhận được rất nhiều giá trị sống, đó là sự thành công và hạnh phúc. Quà đâu ha? Quà đâu thì inbox đi, ở đâu số điện thoại để đến cái văn phòng và có test demo nha. Và bây giờ thì một lần nữa Thanh Hằng xin cảm ơn tất cả các tình yêu của Thanh Hằng đã dành thời gian, và ngọc của tất cả các anh các chị đã ủng hộ, giúp đỡ và chia sẻ livestream này của Thanh Hằng ra tới cộng đồng. Đấy chính là sự gieo hạt, đấy chính là sứ mệnh của Thanh Hằng mà mong muốn gửi đến tất cả các anh các chị. Và đặc biệt Thanh Hằng cũng mong muốn và muốn nói với các anh chị một điều rằng Thanh Hằng đang làm 5 bước gieo hạt. Và ai là người cùng chí hướng với Thanh Hằng sẽ inbox cho Thanh Hằng, và để chúng ta cùng nhau mang lại giá trị sống. Một lần nữa xin được chúc tất cả các anh các chị có một giấc ngủ ngon và thiền cà phê 30 phút. Xin được hẹn gặp lại anh chị sau 5 ngày nữa. 5 ngày nữa các anh các chị nhá. Sau khi Hằng đi Thái Lan về thì chúng ta lại gặp lại nhau. Xin chào các anh các chị và hẹn gặp lại. Chúc các anh các chị một buổi tối, và đặc biệt là bây giờ thì chúng ta đi ngủ rồi đúng không nào, một giấc ngủ thật sâu. Và Thanh Hằng nhắc lại, nhớ là thiền cà phê 30 phút, gieo những điều tích cực vào trong tâm trí của chúng ta thì chúng ta sẽ gặp được nhiều thành công và hạnh phúc. Xin được cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các anh chị. Xin được cảm ơn.